Chương 11. Khởi tố bị can và hỏi cung bị can. Điều 179. Khởi tố bị can. 1. Khi có đủ căn cứ để xác định một người hoặc pháp nhân đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm thì cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can. 2. Quyết định khởi tố bị can ghi rõ thời gian, địa điểm ra quyết định Họ tên, chức vụ người đưa ra quyết định, họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, chỗ ở, nghề nghiệp của bị can, bị can bị khởi tố về tội gì, theo điều khoản nào của bộ luật hình sự, thời gian, địa điểm phạm tội và những tình tiết khác của tội phạm. Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội khác nhau thì quyết định khởi tố bị can phải ghi rõ từng tội danh và điều khoản của bộ luật hình sự được áp dụng. 3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can cho viện kiểm sát cung cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ tài liệu làm căn cứ để quyết định phê chuẩn và gửi ngay cho cơ quan điều tra. Trường hợp viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ tài liệu thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ tài liệu bổ sung, viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can. 4. Trường hợp phát hiện có người đã thực hiện hành vi mà Bộ luật hình sự quy định là tội phạm chưa bị khởi tố thì viện kiểm sát yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can hoặc trực tiếp ra quyết định khởi tố bị can nếu đã yêu cầu nhưng cơ quan điều tra không thực hiện. Trong thời hạn 24 giờ từ khi ra quyết định khởi tố bị can, viện kiểm sát phải gửi cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra. Sau khi nhận hồ sơ và kết luận điều tra, nếu viện kiểm sát phát hiện có người khác đã thực hiện hành vi mà bộ luật hình sự quy định là tội phạm trong vụ án chưa bị khởi tố thì viện kiểm sát ra quyết định khởi tố bị can và trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung. 5. Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can hoặc quyết định khởi tố bị can của viện kiểm sát, cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và giải thích quyền nghĩa vụ cho bị can. Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra phải chụp ảnh, lập danh bản, chỉ bản của người bị khởi tố và đưa vào hồ sơ vụ án. Việc giao nhận các quyết định nêu trên được lập biên bản theo quy định tại điều 133 của bộ luật này. Điều 180. Thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can. 1. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát thay đổi quyết định khởi tố bị can khi thuộc một trong các trường hợp. A. Khi tiến hành điều tra, nếu có căn cứ xác định hành vi của bị can không phạm vào tội đã bị khởi tố. B. Quyết định khởi tố ghi không đúng họ tên, tuổi, nhân thân của bị can. 2. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát phải bổ sung quyết định khởi tố bị can nếu có căn cứ xác định bị can còn thực hiện hành vi khác mà bộ luật hình sự quy định là tội phạm. 3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, cơ quan điều tra phải gửi quyết định này và tài liệu có liên quan đến việc thay đổi hoặc bổ sung đó cho viện kiểm sát cung cấp để xét phê chuẩn. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, viện kiểm sát phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can hoặc yêu cầu bổ sung chứng cứ tài liệu làm căn cứ để quyết định việc phê chuẩn và gửi ngay cho cơ quan điều tra. Trường hợp viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ tài liệu thì trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được chứng cứ tài liệu bổ sung, viện kiểm sát ra quyết định phê chuẩn hoặc hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi viện kiểm sát ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát phải gửi cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra. 4. Sau khi nhận được quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can của Viện kiểm sát, cơ quan điều tra phải giao ngay quyết định này cho người đã bị khởi tố. Việc giao nhận các quyết định nêu trên được lập biên bản theo quy định tại điều 133 của bộ luật này. Điều 181 tạm đình chỉ chức vụ bị can đang đảm nhiệm. Khi xét thấy việc bị can tiếp tục giữ chức vụ gây khó khăn cho việc điều tra thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, viện kiểm sát có quyền kiến nghị với cơ quan tổ chức có thẩm quyền quản lý bị can tạm đình chỉ chức vụ của bị can. Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, cơ quan tổ chức này phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan điều tra. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, viện kiểm sát đã kiến nghị biết Điều 182, triệu tập bị can. 1. Khi triệu tập bị can, điều tra viên phải gửi giấy triệu tập. Giấy triệu tập bị can ghi rõ họ tên, chỗ ở của bị can, giờ ngày tháng năm, địa điểm có mặt, thời gian làm việc, gặp ai và trách nhiệm về việc vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan. 2. Giấy triệu tập bị can được gửi cho chính quyền xã, phường thị trấn nơi bị can cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi bị can làm việc, học tập. Cơ quan tổ chức nhận được giấy triệu tập có trách nhiệm chuyển ngay giấy triệu tập cho bị can. Khi nhận giấy triệu tập, bị can phải ký nhận và ghi rõ giờ ngày nhận. Người chuyển giấy triệu tập phải chuyển phần giấy triệu tập có ký nhận của bị can cho cơ quan đã triệu tập bị can. Nếu bị can không ký nhận thì lập biên bản về việc đó và gửi cho cơ quan triệu tập bị can. Nếu bị can vắng mặt thì có thể giao giấy triệu tập cho người thân thích của bị can có đủ năng lực hành vi dân sự để ký xác nhận và chuyển cho bị can. 3. Bị can phải có mặt theo giấy triệu tập. Trường hợp vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan hoặc có biểu hiện trốn tránh thì điều tra viên có thể ra quyết định áp giải. 4. Trường hợp cần thiết Kiểm sát viên có thể triệu tập bị can, việc triệu tập bị can được tiến hành theo quy định tại điều này. Điều 183. Hỏi cung bị can. 1. Việc hỏi cung bị can do điều tra viên tiến hành ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can, có thể hỏi cung bị can tại nơi tiến hành điều tra hoặc tại nơi ở của người đó. Trước khi hỏi cung bị can, điều tra viên phải thông báo cho kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa điểm hỏi cung khi xét thấy cần thiết, kiểm sát viên tham gia việc hỏi cung bị can. 2. Trước khi tiến hành hỏi cung lần đầu, điều tra viên phải giải thích cho bị can biết rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 của Bộ Luật này. Việc này phải ghi vào biên bản. Trường hợp vụ án có nhiều bị can thì hỏi riêng từng người và không để họ tiếp xúc với nhau có thể cho bị can viết bản tự khai của mình. 3. Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản. 4. Kiểm sát viên hỏi cung bị can trong trường hợp bị can kêu oan khiếu nại hoạt động điều tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp khác khi xét thấy cần thiết. Việc kiểm sát viên hỏi cung bị can được tiến hành theo quy định tại điều này. 5. Điều tra viên, cán bộ điều tra, kiểm sát viên, kiểm tra viên bức cung dùng nhục hình đối với bị can thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. 6. Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Việc hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Điều 184. Biên bản hỏi cung bị can. 1. Mỗi lần hỏi cung bị can đều phải lập biên bản. Biên bản hỏi cung bị can được lập theo quy định tại điều 178 của bộ luật này, phải ghi đầy đủ lời trình bày của bị can, các câu hỏi và câu trả lời, nghiêm cấm điều tra viên, cán bộ điều tra tự mình thêm bớt hoặc sửa chữa lời khai của bị can. Hai, sau khi hỏi cung, điều tra viên, cán bộ điều tra phải đọc biên bản cho bị can nghe hoặc để bị can tự đọc. Trường hợp bổ sung, sửa chữa biên bản thì điều tra viên, cán bộ điều tra và bị can cùng ký tên xác nhận. Nếu biên bản có nhiều trang thì bị can ký vào từng trang biên bản. Trường hợp bị can viết bản tự khai thì điều tra viên, cán bộ điều tra và bị can cùng ký xác nhận vào bản tự khai đó. 3. Trường hợp hỏi cung bị can có người phiên dịch thì điều tra viên, cán bộ điều tra phải giải thích quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch đồng thời giải thích cho bị can biết quyền yêu cầu thay đổi người phiên dịch người phiên dịch phải ký vào từng trang của biên bản hỏi cung trường hợp hỏi cung bị can có mặt người bào chữa người đại diện của bị can thì điều tra viên cán bộ điều tra phải giải thích cho những người này biết quyền và nghĩa vụ của họ trong khi hỏi cung bị can bị can người bào chữa người đại diện cùng ký vào biên bản hỏi cung trường hợp người bào chữa được hỏi bị can thì biên bản phải ghi đầy đủ câu hỏi của người bào chữa và trả lời của bị can. 4. Trường hợp kiểm sát viên hỏi cung bị can thì biên bản được thực hiện theo quy định của điều này, biên bản hỏi cung bị can được chuyển ngay cho điều tra viên để đưa vào hồ sơ vụ án.